Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các em ạ, ở bài học hôm trước chúng ta đã cùng nhau dừng lại ở phần đọc bài thơ Em vui đến trường và tìm hiểu nội dung đọc cũng như là phần đọc mở rộng. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần vô cùng quan trọng của bài học này, cụ thể đó là phần viết. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là nghe viết. Các bạn sẽ nghe viết một đoạn thơ trong bài thơ Em vui đến trường, từ đón chào một ngày mới cho đến hết. Đoạn thơ bao gồm 3 khổ thơ, chúng ta sẽ cùng đọc với cô nhé. Đón chào một ngày mới, nắng hồng lên bốn phương, lòng em vui phơi phới, bước tung tăng đến trường. Tiếng trống vừa sục xả, trang sách hồng mở ra, giọng thầy sao ấm quá, nét chữ em hiền hòa. Em vui cùng bè bạn, học hành càng hăng say, ước mơ đầy năm tháng, em lớn lên từng ngày. Nguyễn Lãm Thắng. Khi viết, các bạn sẽ lưu ý cho cô một số vấn đề như sau. Thứ nhất, đoạn thơ mà mình viết có 3 khổ thơ. Mỗi hàng, mỗi dòng có 5 tiếng. Hết dòng, các bạn phải xuống dòng. Lưu ý về vị trí của những dấu chấm, dấu phẩy được sử dụng trong 3 khổ thơ. Viết hoa chữ cái đầu dòng. Khoảng cách giữa các khổ thơ, đặc biệt lưu ý vào các từ ngữ hay bị mắc lỗi chính tả. Các bạn cùng với cô quan sát những từ ngữ mà chúng ta hay bị mắc lỗi chính tả như sau. Nắng hồng, bốn phương, tung tăng, sục xả, sách, giọng, hiền hòa, hăng say. Bây giờ hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây để củng cố kiến thức của mình về những lỗi chính tả mà các bạn hay mắc phải nhé. Chúc mừng các bạn học sinh, chúng mình đã làm rất tốt rồi đấy. Vì đây là phần nghe viết, chính vì thế khi viết trên lớp, chúng ta cần phải chú ý lắng nghe thầy cô giáo đọc bài, tập trung để có thể viết chính xác nhất. Bên cạnh đó, để phần viết của chúng ta thành công, các bạn học sinh có thể đọc thật kỹ những khổ thơ này trước khi đến lớp nhé. Bài tập tiếp theo trong phần viết đó là các bạn sẽ chọn tiếng ở nhãn phù hợp với tiếng ở quyển vở để tạo thành từ ngữ đúng. Các bạn cùng quan sát và đọc với cô những tiếng có ở nhãn và ở quyển vở nhé. Truyền, truyền, lời, dân, chào, trào, thống, bóng. Bây giờ sẽ là giờ phút để các bạn học sinh thực hành. Hãy giúp cô nối những từ ngữ ở nhãn phù hợp với những từ ngữ ở quyển vở nhé. Các bạn đã làm rất tốt. Như vậy, thông qua bài tập vừa rồi, chúng ta sẽ có những từ ngữ như sau. Đầu tiên là từ truyền thống. Truyền thống có nghĩa là thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thứ hai là từ truyền bóng, có nghĩa là đưa chuyển từng quãng ngắn từ người này sang người khác, từ chỗ này sang chỗ khác. Truyền bóng là hành động chuyển bóng từ người này sang người khác đấy. Thứ ba là từ lời chào. Lời chào tức là những câu từ dùng để chào hỏi khi gặp gỡ. Và cuối cùng là từ dâng trào, nghĩa là dâng lên nhiều, tràn đầy và mạnh mẽ. Chúng ta thường sẽ bắt gặp những cụm từ như cảm xúc dâng trào hay là tình cảm dâng trào, vân vân.
Như vậy, thông qua một vài bước đơn giản, chúng mình đã cùng nhau hoàn thiện bài tập này rồi đấy. Kế đến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài tập nữa nhé. Tìm 3 đến 4 từ ngữ. Có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ sờ, chữ sờ. Nhiệm vụ thứ hai, chúng ta cũng sẽ tìm hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ r. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập này nhé. Câu đầu tiên, các bạn sẽ tìm 3 đến 4 từ ngữ có hai tiếng bắt đầu bằng chữ sờ hoặc chữ sờ. Ở đây cô lấy mẫu đó là chữ sẵn sàng. Trong đó tiếng sẵn và tiếng sàng đều có bắt đầu bằng chữ sờ, hoặc từ xinh xắn trong tiếng xinh và tiếng xắn đều bắt đầu bằng chữ sờ. Bây giờ hãy giúp cô điền những từ thích hợp vào bảng sau nhé. Tương tự như phần hướng dẫn của cô, đối với các từ có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ sờ, chúng ta có những từ như sáng sủa, sang sảng, sáng suốt. Đối với những từ có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ sờ, chúng ta có xôn xao, xào xạc, xa xôi, đúng không nào? Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu thứ hai. Hãy giúp cô chọn đáp án có tất cả các từ đều có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ g nhé. Các bạn học sinh thấy đấy, trên màn hình cô đã lấy mẫu như sau. Đối với các từ có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ g, chúng ta có từ gọn gàng, hoặc cùng bắt đầu bằng chữ r, chúng ta có từ rộn ràng. Và thông qua bài tập vừa rồi, đối với những từ có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ g, ngoài từ gọn gàng, chúng ta có các từ như gật gù, gai góc hay là gầy gò. Đối với những từ có hai tiếng đều bắt đầu bằng chữ r, chúng ta có các từ như rầm rì, rầu rĩ, răm ran. Ngoài ra còn rất nhiều những từ ngữ mà có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ sờ, chữ sờ, chữ g hay chữ r đấy. Cùng thi với các bạn trong nhóm, trong tổ để xem ai là người tìm được nhiều từ nhất nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.